Vâng, xin chào tất cả các quý vị khán giả, chúng ta đã đến với trận đấu tranh ba tử trong khuôn khổ giải bóng đá Đông Hương Thọ Xuân tại Hà Nội năm 2023. Trận đấu giữa hai đội bóng, ngày thi đấu cuối cùng của giải bóng đá Đông Hương Thọ Xuân tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2023. Cú dứt điểm, bóng là bập và vào. 1-0 cho các cầu thủ Trương Xuân. Người với ghi bàn chính là cầu thủ mang số 18 Lê Đình Thành. Và ghi bàn tương đối dễ dàng của Đình Thành. Pha bóng mà Đình Thành cũng rất bình tĩnh. Chúng ta có thể chứng kiến được pha đỡ bóng rồi xoay người. Sau trận đấu tranh ba tử, chúng ta sẽ đến với trận đấu rất đáng được chờ đợi. Đúng dứt điểm, vẫn còn, bóng bật ra. Tiếp tục là Văn Hoàn, không vào trong tình huống vừa rồi. Tập kè rất hay, hai cầu thủ áo trắng, tuy nhiên là không có được bàn thắng nào được ghi. Có lẽ áp lực tâm lý sẽ là không quá nhiều. Càng ngang, vượt vào. Họ Hải đang tổ chức tấn công. Được bóng dài nữa. Và bóng không chính xác, bóng bật ra, dứt điểm rất hay. Vừa rồi là tình huống cản phá cực kỳ xuất sắc của thủ thành, mặc dù đây là thời điểm cuối tháng 11 rồi, nhưng chúng ta đang được trải nghiệm một bầu không khí cực kỳ đặc biệt tại sân bóng ngày hôm nay. Và vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Trương Xuân. Tôi đã nói thì trong trận đấu ngày hôm nay, Tô Hải họ đang phải đối mặt với một đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Bóng xuất phát từ Đình Thành, đầy xuống dưới. Và bàn thắng thứ hai cho cơ hội tấn công cho Tô Hải. Đi bóng vào, một tình huống bóng được đưa ra cột 2 cho các cầu thủ Trường Xuân. Và lên bóng của Hoàng Chris, đi bóng rất tự tin. Hoàng Chris, động tác giả rất hay. Dứt điểm bằng chân trái. Và vào! Một bàn thắng rất bất ngờ của Hoàng Chris đến từ một khoảng cách rất xa. Cú sút khiến cho Thành Mai Đình Chiến phải giật mình và để bóng đi vào lưới. Và bóng đi sệt. Cuối cùng thì cầu thủ mang số 7 bên phía và mở cánh không thuận lợi, lợi thế cho Trường Xuân. Hoàng Chris đang đi bóng, vẫn là một tình huống đi bóng vào khu vực phía trong và dứt điểm không vào. Vẫn là lực của cầu thủ mang số 3. Dứt điểm ngay. Những tình huống bước 1 đang là điểm yếu của các cầu thủ Thọ Hải. Đình Thanh, một pha xử lý bóng rất hay của Đình Thanh, dứt điểm. Một tình huống lên bóng cho Thọ Hải không thành công. Đi bóng vào trong và dứt điểm. Ngọc Đại, tình huống dứt điểm của Ngọc Đại có được một đường bóng thuận lợi. Rất hay, khoảng không mở ra, không vào. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ Trường Xuân họ tỏ ra áp đảo với tỷ số 3-0. Đánh đầu, vừa rồi là tình huống dứt điểm bằng đầu của Việt Anh. Hoàng Chris rất hay, dứt điểm ngay, không được. Đội áo trắng họ muốn tạo nên một bộ mặt khác trong những phút còn lại của trận đấu và dứt điểm, bóng đi ra ngoài. Trong biển chẳng ngược lại rất hay. Hoàng Chris tiếp tục là cầu thủ vào số 7. Hai cú dứt điểm liên tiếp và chuyền xuống đáy không thành công.
Cơ hội đến với Trường Xuân. Hoan Chris, một pha lườm ra góc rất tìm rất hay. Vẫn là Hoan Chris dứt điểm đi. Vào! Cú đúp cho Hoan Chris trong trận đấu ngày hôm nay. 4-0 cho Trường Xuân. Như tôi đã nói thì với Trường Xuân, bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Một pha phẩm rất hay. Minh Phương đã kiến tạo cho Hoan Chris. Dứt điểm ngay và bàn thắng thứ 5 đã đến với Trường Xuân. Tình huống dứt điểm rất lạnh lùng của Đình Thành. Lối đi bóng Phương Nam. Ok, rất hay. Tình huống mà Đình Tuấn mới có thể ôm gọn được trái bóng. Và như vậy thì tiếng còi của trọng tài chính cũng đã cất lên. Trận đấu tranh 3-4 giữa hai đội bóng Thoại và Trường Xuân. Và đây cũng sẽ là động lực để cho Thoại họ sẽ có những quyết tâm cao hơn ở những mùa giải tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm thời chia tay nhau để chuẩn bị bước tới trận đấu chung kết của giải đấu năm nay.